few moments later. Đi đứng gì vậy ta? Nhìn đường đi chứ. Một công việc mọi người cùng nhau làm vì lợi ích của một tập thể. Trung Quốc là ngọn cờ đề cao tinh thần đoàn kết và tính đồng đội của một nhóm. Moments later. Thậm chí là cả ekip của mình cũng không có được bao nhiêu.
sống, học tập, làm việc, ứng xử với mọi người, mọi việc với một lượng kiến thức trên giấy không cứ thực hành được áp dụng vào đời sống thực tiễn, từ đó mà lại dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vậy có phải trong mọi người giờ đây đang đặt ra một câu hỏi, có kỹ năng sống là chúng ta sẽ có được chìa khóa vàng để đi tới thành công? Mình không nghĩ là như vậy, nhưng mà mình khẳng định rằng kỹ năng sống là một phần quan trọng để giúp chúng ta thành công. Có một kỹ năng sống hoàn thiện, tức là bản thân chúng ta đã có một khả năng lắng nghe, giao tiếp, quan sát và tư duy tuyệt vời. Đó là một khả năng đạt mục tiêu, tạo động lực, học và tự học đáng khâm phục. Đó là một khả năng nâng cao tinh thần đồng đội, thực hiện teamwork hiệu quả. Đó cũng là một khả năng giải quyết vấn đề, phát triển cá nhân và rèn luyện có tổ chức. Và còn nhiều khả năng khác nữa. Thế rồi, sau tất cả, kỹ năng sống đối với chúng ta thật quá quan trọng phải không nào? Vì thế, không phải ngày mai, không phải ngày kia, mà là ngay bây giờ chúng ta hãy đứng lên. Ngừng rồi.